tướng Nguyễn Văn Gấu chúc Thượng tướng Mai Quang Phấn và Trung tướng Lê Hiền Vân mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng quân đội nói chung và cơ quan Tổng cục Chính trị nói riêng. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đã thông tin khái quát những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của toàn quân trong năm 2023, phương hướng năm 2024. Thượng tướng Mai Quang Phấn và Trung tướng Lê Hiền Vân mong muốn cán bộ chiến sĩ toàn quân nói chung, cơ quan Tổng cục Chính trị nói riêng tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, công tác, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cũng trong hôm nay, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đã đến thăm làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Quân đội 1, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đoàn 871, Ban Công đoàn Quốc phòng, Cục Dân vận, Ban Phụ nữ Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội, biểu dương ghi nhận kết quả đạt được của các đơn vị thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị và các mặt công tác, làm tốt công tác chính sách và hậu phương quân đội, tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho bộ đội, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao và an toàn tuyệt đối.